Các bạn và các em thân mến, hôm trước chúng ta đã học đến bài 6 của làm shopping cart, tức là một cái trang bán hàng trên mạng. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm với cái phần đầu tiên, đó là phần mua đồ để chúng ta có thể nhập các loại hàng hóa vào vào cái mục hạng của hàng hóa. Thì chúng ta thấy gồm có là ID, category name và hình ảnh. Việc của chúng ta phải làm những cái việc này là ta phải làm được mô đồ cho phần hình ảnh. Vậy thì như chúng ta đã biết là phần admin là chúng ta làm mô đồ trong admin rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một thư mục trong mô đồ có tên là category. Đấy, chúng ta tạo một cái thư mục như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo mô đồ đầu tiên. Đấy, các bạn tạo cho tôi tên của nó là Glory Model. Đây là mục này là dùng để cái lớp này nó tạo ra truy xuất và update cập nhật dữ liệu, xóa dữ liệu vân vân. Thì nó làm việc trực tiếp với nó. Đấy, thì chúng ta chú ý vào đây. Namespace thì chúng ta ghi cho tôi là app, đúng không? Rồi chúng ta vào model, rồi chúng ta vào case body. Đấy, tức là vào đúng cái thư mục này. Ok nha. Đấy, thì chúng ta tạo một cái thư mục này. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi đi lập trình để tạo nên một cái mô đồ. Đầu tiên các bạn sử dụng use deny. Rồi tiếp tục các bạn cho đến phần config. Config. Đấy, các bạn lập trình đúng như thế nha. Bay config. Ok, xong. Rồi các bạn tạo tiếp cho tôi là use coordinator. Rồi chúng ta đến tiếp tục phần model. Đó. Chúng ta gọi thư viện nó ra. Chúng ta use tiếp cho tôi là coordinate. Coordinate. Rồi chúng ta cho đến phần là database. Rồi chúng ta chọn connect database interface. Rồi use tiếp tục coordinator. Chúng ta chọn validation. Chúng ta chọn cho tôi là validation. Rồi chọn validation interface. Đấy. Rồi bên trong của nó thì làm giống như là ở bên admin này thôi. Rồi bên trong chúng ta extend model. Đấy. Chúng ta extend model và chúng ta khai báo cho tôi là public table bằng đây. Chúng ta bằng vào đây là bằng cái bảng này nhá. Category, nhớ chưa? Category chúng ta xem design của nó này. Index value, đúng không? Nào, chúng ta ghi là rồi chúng ta ghi public DB. Đấy. Chúng ta ghi tiếp là protect. Chúng ta ghi cho tôi là primary key, tức là bằng với biến ở đây là đây. Đấy, chúng ta biến là ID category nhé. Các bạn cho nháy trên cho nó. Đấy, các bạn cho nháy trên. Rồi. Tiếp tục chúng ta xuống dưới.
là protect allow fail fail có nghĩa là những trường được đấy được truy xuất, có khả năng truy xuất là chúng ta bằng một cái mảng cho tôi nào, ID rồi tiếp tục đến đây là cái category name là copy. Chúng ta tiếp tục lấy nốt cái ảnh vào đây. Đấy, các bạn lấy cái này vào nhá. Rồi. Bây giờ thì chúng ta đã thoải mái để chúng ta có thể làm việc. Bây giờ các bạn ghi cho tôi public function. Public function thì ở đây nó sẽ có cho chúng ta là hàm đầu tiên hàm contract. Các bạn hàm hàm contract cho tôi. Các bạn không cần phải lấy hết tham số, các bạn xóa bớt cái này đi. Đó. Sau đó các bạn cũng xóa bớt cái này đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ zip con trỏ lớp db bằng config rồi database 2.connection. Đấy, chúng ta vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lần lượt làm các hàm mà chúng ta đã tính, đúng không? Bây giờ chúng ta xuống cái hàm đầu tiên, hàm thêm môn học. Đây là cái ghi chú thôi các bạn, public function thêm, các bạn có thể là add. Rồi các bạn thêm cho tôi tham số data. Đây ta xóa cái chấm này đi. Rồi các bạn tiếp tục và làm cái việc như tôi, cho tôi là khai báo với biến query bằng zip db table zip table. Và chúng ta chọn tiếp insert data. Đấy, và chúng ta return zip db insert id. Đây là thêm vào thì chúng ta đã làm xong được cái function, một cái hàm hay là phương thức để thêm một cái category vào. Rồi bây giờ tiếp tục các bạn làm tiếp cho tôi một cái hàm nữa, hàm lấy theo ID public function get kết rồi by ID
các bạn khai báo lên ID vào đây, ID kết rồi. Đấy, các bạn khai báo vào đây. Rồi, tôi cho to tiếng lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ các bạn tiếp tục tạo cho tôi một cái nữa, đó là tìm kiếm, đúng không? Bây giờ là chúng ta tìm kiếm, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau: query bằng sheets table, mở ngoặc ra sheet table. Get query. À, zip DB đã. À, rồi, bây giờ chúng ta mới get query nó chuẩn. Get query nhá. Rồi các bạn ghi ID that's why. Rồi bây giờ chúng ta xem nào, ID kết rồi. Ok, các bạn cho tôi cái ngoặc vuông này vào đây. Cái gọi là một cái mạng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống là return. Return query. Đấy, đấy, thêm hoặc còn cái này chúng ta gọi là tìm kiếm. Đây ta làm được một cái thêm, một cái tìm kiếm. Bây giờ chúng ta làm tiếp nốt cái cập nhật và xóa. Chúng ta get cập nhật và xóa môn học. Bây giờ chúng ta sẽ đi public function update get query. Update get get query, đúng không? Thì chúng ta cho tham số là where data. Rồi chúng ta ghi this db. À, chúng ta ghi này query bằng this db chấm table. Update ở đây là chúng ta ghi data trước, phải data thì chỗ này chúng ta cũng phải ghi là data. Rồi chúng ta ghi chỗ này là qua. Và chúng ta ghi return
B. Alpha thực ra. Xong. Bây giờ chúng ta ghi lại đây hàm update nhé. Xuống dưới này chúng ta ghi lại hàm xóa. Đây chúng ta ghi. Rồi chúng ta ghi tiếp public function rồi chỗ này chúng ta ghi là ID. Đó. Các bạn cho chỗ này vào cho tôi. À, ngon rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ xóa này. Zit db. Xong. Thế là đây là chúng ta làm xong model của cái bảng này. Đấy, xong model của bảng này. Đấy, chúng ta đã làm xong. Và bây giờ là chúng ta chỉ việc chuyển lên để chúng ta sử dụng nó thôi. Đúng không? Đấy. Chúng ta vào lại vào shopping ở đây, chúng ta thấy là điều khiển controller size CF này. Đấy. Thì chúng ta sẽ vào và thêm xóa sửa. Vậy các bạn đã, tôi chia nhỏ phần này gọi là phần bài số 7, bài số 7 của category. Các bạn chú ý làm cái này cho tôi sẽ tiếp tục làm các bài.